Chào tất cả anh em của BN Gaming nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà tải game Đấu Trường Chân Lý Mobile, tựa game mà mới có thông tin phát hành hôm nay. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách tải trên cả Android và iOS, iPhone nhé. Anh em nào quan tâm đến tốc chiến Đấu Trường Chân Lý Mobile thì có thể tham gia vào group, link group mình để ở dưới phần mô tả nha. Và có bay của kênh đó, anh em nào quan tâm thì có thể là ủng hộ mình mà follow và tham gia group để mà giao lưu cùng với các anh em trong group nhé. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn tải cho Android nhé. Thì trước tiên anh em nào chưa tải app Tap thì tải về cho mình. Mình sẽ hướng dẫn cách anh em tải qua bằng Tap Tap để đỡ phải lằng nhằng là phát IP. Vì đa số trên mạng thì chỉ cách phát IP nhưng mà mình thấy rất là phức tạp, nên mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải qua Tap Tap nha. Anh em nào chưa biết cách tải Tap Tap thì mình có để link ở dưới phần mô tả comment. Còn anh em nào mà đã tải trước đây, mình đã hướng dẫn mà đã tải được rồi thì nó có bắt cập nhật thì mình chỉ cần cập nhật lại là xong nhé. Do hiện tại Tap Tap đang có một phiên bản mới, sau khi đã cài đặt và cập nhật thì anh em mở Tap Tap lên giúp cho mình. Ok, hiện tại như các bạn đang thấy thì cái game Đấu Trường Chân Lý Team Fanatic của chúng ta đang đứng trên top thịnh hành đây. Còn anh em nào không thấy thì có thể search tên game ở trên Tap Tap này và chúng ta mở lên để tải nha. Ở đây thì mình đã hướng dẫn anh em tải lần trước và mình cũng đã tải mấy lần trước, cho nên bây giờ chỉ cần mình cập nhật là xong. Mình sẽ cập nhật và tiếp tục nha anh em. Sau khi đã tải và cập nhật xong thì anh em cài đặt và mở ra giúp cho mình. Đây chính là cái giao diện chính của game. Trước khi vào game thì anh em sẽ cập nhật một cái bản vé giúp mình nha. Đợi khoảng vài phút thôi, hơn 200 MB thôi. Và chơi game thì anh em nào mà chưa lập tài khoản Riot thì nên lập một cái nha, tại vì đa số đây chơi bằng tài khoản Riot mới được nha các bạn. Và về phần tài khoản Riot thì ở những video trước mình cũng đã hướng dẫn anh em. Còn anh em nào ở những lần trước đã tạo rồi thì giờ chỉ cần đăng nhập vào game và chơi thôi. Ở đây thì mình cũng đã có tài khoản Riot trước rồi, cho nên anh em nào mà chưa có thì có thể xem có cái link mình hướng dẫn cách tạo tài khoản Riot dưới phần mô tả nha. Bởi vì tài khoản này thì tạo ở bên server của nước ngoài. Ok, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải bên iOS, iPhone. Vì mình không có iPhone nên mình có thể hướng dẫn anh em qua những hình ảnh trên này thôi nha. Đối với bên iOS, iPhone thì đầu tiên anh em vào Apple Store cho mình nhé. Sau đó các anh em kích vào cái phần cái avatar á, cái mặt avatar á, sau đó kích vào phần tài khoản cho mình. Ở đây thì mình có cái phần tài khoản, cái hình ảnh tài khoản đây. Sau khi đã vào tài khoản thì anh em chọn quốc gia và vùng cho mình nhé. Tiếp theo anh em chọn quốc gia Pháp cho mình. Anh em nào không thấy thì có thể tìm được từ nhé. Hiện tại đa số thì chỉ chơi trên server của Pháp. Nên sau khi đã chọn Pháp thì anh em bấm vào Acceptor như trong hình mình đã mô tả đây. Có một cái góc bên phía trên đây phải và cho nó nhấn vào con khung Acceptor đây để mà chấp thuận cái này. Ok, tiếp theo nó sẽ ra một cái khung như thế này. Anh em kéo xuống và điền những thông tin như mình ở trên Hà Nội 10.000 và Hà Nội. Sau khi để mà xác nhận xong các thông tin này thì anh em bấm vào cái góc phải phía trên để xác nhận lại thông tin giúp mình nhé. Ở đây số điện thoại thì anh em cứ điền một cái số điện thoại nó là được. Nếu không được cứ điền số điện thoại chính chủ nha anh em. Sau khi xác nhận xong thông tin thì nó sẽ quay lại cho màn hình tài khoản đây. Thì anh em nhấn chữ xong giúp cho mình. Tiếp theo anh em vào phần cài đặt và vào phần cài đặt chung nhé. Vào phần cài đặt chung, sau đó thì chọn phần ngôn ngữ và vùng. Cái lúc trước là ở bên App Store nha, còn ở đây là ở phần cài đặt của điện thoại. Mình sẽ phát IP một chút, bởi vì bên iPhone thì phải phát IP. Ở đây anh em chọn ngôn ngữ và vùng giúp cho mình. Tiếp theo anh em chọn vùng
Ở đây đang vùng Việt Nam thì anh em kích vào và search chữ Pháp cho mình. Sau đó thì anh em chọn xem vùng của Pháp nha. Sau khi đã kích vào thì anh em chọn tiếp tục cho mình. Rồi ok. Nếu anh em đã hoàn thành tất cả các bước thì giờ chúng ta có thể vào game. Thì khi anh em đã làm tất cả các bước thì khi vào game thì chỉ cần search cái tên của game là Team Fnatic thì nó sẽ có ở trên App Store và chỉ cần tải về và trải nghiệm thôi nha. Đây, đây chính là khi mà chúng ta vào để tất cả cái đặt và vào trong App Store nó sẽ hiện như thế này. Đây chính là cái chỗ mà tải game trong App Store nhé. Ở đây thì bởi vì xài server của Pháp cho nên ngôn ngữ của nó vẫn là Pháp thôi nha anh em. Đây có cái chữ Pháp này anh em kích vào cái chữ đó là có nghĩa là chữ đó cài đặt đó anh em ạ. Thì sau khi đã cài đặt và vào game thì ở đây nó sẽ hiện hai cái khung tài khoản. Nó sẽ khác bên Android là bên Android thì sẽ đăng nhập bằng Gmail và tài khoản Riot. Còn bên đây thì anh em đăng nhập bằng Game Center và tài khoản Riot nha. Mình thì mình khuyến khích anh em nên dùng tài khoản Riot. Bởi vì tính chất nó vẫn là ổn định nhất và lâu dài. Và anh em nào mà có tài khoản mới lập hay là chuẩn bị lập tài khoản thì cũng nên chọn quốc gia là vùng North America thì anh em mới chơi được nha. Còn ở những cái vùng, những server khác thì chắc chắn sẽ không vào được đâu. Nên anh em cũng đừng thắc mắc. Chính vì vậy cho nên mình khuyên em là nên xem cụ thể chi tiết chứ đừng có xem qua loa rồi inbox hỏi mình là tại sao tải không được, là bởi vì anh em không xem cụ thể chi tiết nhé. Còn nếu sau khi anh em đã tải xong hết rồi thì giờ chúng ta vào game thôi. Đây chính là giao diện game nha các bạn. Ở đây thì mình đã tạo tài khoản trước thì mình có thể out ra vào lại thôi, bình thường thôi. Tài khoản này mình tạo ra rất là lâu rồi và giờ chỉ cần game ra là vào chơi thôi, cho nên mình khuyên anh em là cứ tạo một tài khoản Riot riêng đi. Như cái hướng dẫn mình làm ở những video trước mình để dưới link comment, anh em tạo là chắc chắn sẽ vào được. Sau này có tốc chiến ra anh em cũng có thể chơi được. Ok, đây là cái giao diện của game thì nó cũng khác một chút so với giao diện cũ. Tài khoản này thì mình đã chơi từ lâu đến giờ rồi, những cái phiên bản trước mình cũng đã chơi rồi cho nên anh yên tâm, không bao giờ có chuyện mà tài khoản mình nó bị mất đâu. Ok, rồi chúc anh em tải thành công nhé. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn và tạm biệt anh em nhé. Và đừng quên là like, chia sẻ, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ đấu trường chân lý mobile cũng như là tốc chiến nha anh em. Cảm ơn anh em.